أركان الصلاة 14. ركن الصلاة كابون ديو. الأول القيام مع القدرة، لابد أن يقوم إذا كان يقدر على القيام في صلاة الفريضة. وركن الثاني đó chính là chúng ta đứng trang nghiêm, đó chính là tư thế khi mà chúng ta dâng lên الصلاة. نعم، وتكبيرة الإحرام يعني قول الله أكبر. وركن الثالث đó chính là تكبيرة الإحرام، chúng ta tức là chúng ta đọc الله أكبر. و قراءة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Thứ ba đó là chúng ta đọc chữ Al-Fatiha. والركوع. Và tiếp theo đó là الركوع cúi đầu. والرفع من الركوع. Và chúng ta đứng lên khi chúng ta xong cái cúi đầu đó. والسجود على الأعضاء السبعة. Và tiếp theo là chúng ta phụ phục, chúng ta quỳ phụ phục xuống và vị trí tiếp đất phải nằm bảy điểm. والرفع من السجود. Và chúng ta ngồi lên từ tư thế sujud đó. والجلسة بين السجدتين. Và chúng ta ngồi giữa hai bàn chân của chúng ta. ولا بد أن يرتب الصلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. Và bắt buộc đối với chúng ta phải thực hiện những cái tư thế đó một cách gọi là thứ tự giống như những điều mà Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم đã dạy chúng ta làm. ولا بد أن يطمئن في الصلاة يعني لا يسرع ينقر الصلاة نقرا بسرعة. الله أكبر الله أكبر. نعم. Và bắt buộc chúng ta phải tĩnh tâm trong cái cuộc hành lễ của mình và không bị bất cứ cái gì quấy rầy hết. Chúng ta không bị sao nhãng trong cái suy nghĩ của mình. وقراءة التشهد الأخير التحيات لله والصلوات والطيبات. Và tiếp theo là chúng ta đọc التشهد trong giờ cuối hành lễ của mình. وأن يجلس في التشهد الأخير. Và chúng ta ngồi khi chúng ta đọc التشهد الأخير, التشهد cuối cùng. ويقول الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Và chúng ta salawat cho Nabi Ibrahim và Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taslimatan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Và cuối cùng chúng ta chào salam cho cả hai bên bắt đầu từ bên phải. Ay rukun min hadhihi al-arkan yasqut as-salah batila. Và bất cứ rukun nào bị bỏ lỡ hay là bị quên đi trong những cái rukun đó thì tức là cuộc hành lễ của người đó không có hiệu lực.